Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 25, địa phận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong, 17 người bị thương. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo nhanh kết quả xác minh ban đầu. Kết quả xác minh kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với nồng độ cồn và đang tiếp tục kiểm tra ma túy. Hai phương tiện đều còn hạn đăng kiểm. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách mang biển kiểm soát 51B29489 ghi nhận tốc độ xe trước lúc xảy ra tai nạn là 86 km/h. Ngay sau khi có thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã có mặt để tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định. Trước mắt, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng một nạn nhân bị thương. Trong số 9 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện thì có 2 nạn nhân bị thương rất nặng, đa chấn thương sọ não. Hiện cả 2 nạn nhân đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để chuẩn bị cho các bước điều trị tiếp theo.